này thiện hiện đại bồ tát ấy nghĩ thế xong vì các hữu tình xả bỏ vật bên trong bên ngoài xả bỏ rồi lại nghĩ thế này ta đối với vật này hoàn toàn không có sự xả bỏ vì sao vì vật này tự tánh trong ngoài đều là không chẳng quan hệ với ta chẳng thể xả bỏ này thiện hiện do đó đại bồ tát ấy quán sát tu hành bố thí ba la mật đa mau được viên mãn chóng chứng quả vị giác ngộ cao tột này thiện hiện đại bồ tát ấy vì các hữu tình chẳng bao giờ phạm giới vì sao vì đại bồ tát ấy thường nghĩ thế này ta vì hữu tình cầu đạt quả vị giác ngộ cao tột mà giết hại sanh mạng không cho mà lấy dâm dục tả hạnh là điều chẳng nên Ta vì hữu tình cầu đạt quả vị giác ngộ cao tột mà nói lời hư dối, nói lời ly gián, nói lời thô ác, nói lời hỗn tạp là điều chẳng nên. Ta vì hữu tình cầu đạt quả vị giác ngộ cao tột mà phát khỏi tham muốn, sân hận, tà kiến là điều chẳng nên. Ta vì hữu tình cầu đạt quả vị giác ngộ cao tột mà cầu cảnh giới diệu dục, cầu sự giàu có an vui cõi trời, cầu làm đế thích ma phạm vương vân vân là điều chẳng nên. Ta vì hữu tình cầu đạt quả vị giác ngộ cao tột mà cầu an trụ thanh văn hoặc độc giác là điều chẳng nên. Này thiện hiện do đó đại bồ tát ấy quán sát tu hành tịnh giới ba la mật đa này mau được viên mãn chóng chứng quả vị giác ngộ cao tột. Này thiện hiện Đại Bồ Tát ấy, vì các hữu tình chẳng khởi sân hận, giả sử thường bị hủy báng lăng nhục bằng lời đau đớn cay đắng, cắt đứt tim tùy, chẳng bao giờ phát khởi một niệm sân hận. Lại dù thường bị các vật đao trượng, gạch, đá, gậy, đất vụn, vân vân đánh đụng vào thân, cắt, xẻo, trích, đâm, xẻ từng bộ phận cơ thể, cũng chẳng phát khởi một niệm ác vì sao vì đại bồ tát ấy quan sát tất cả âm thanh như tiếng vang trong hang núi sắc như bọt bèo ta vì lợi ích cho tất cả hữu tình chẳng nên đối với sự việc này mà vọng khởi sân hận này thiện hiện do đó đại bồ tát ấy quan sát tu hành an nhẫn ba la mật đa mau được viên mãn trong chứng quả vị giác ngộ cao tột này thiện hiện đại bồ tát ấy vì các hữu tình siêng cầu thiện pháp cho đến khi đạt quả vị giác ngộ cao tột ở khoảng giữa thường không giải đãi vì sao vì đại bồ tát ấy thường nghĩ thế này nếu ta giải đãi thì chẳng có thể cứu giúp sanh lão bệnh tử của các loại hữu tình cũng chẳng có thể đạt được sở cầu là quả vị giác ngộ cao tột